chào tất cả các bạn. Thì có rất là nhiều khách hàng và rất là nhiều bạn, là những người bạn thân đã sử dụng cái nấm chaga và nấm đêm xanh của bên công ty cổ phần nhân sâm Moza chúng tôi. Thì họ cũng thắc mắc là không biết là cái nấm linh chi hay là cái nấm chaga nó tốt hơn, cái nấm nào nó tốt hơn, nấm Việt Nam so với nấm Nga thì nấm nào nó tốt hơn. Thì ngày hôm nay thì tôi có làm một cái video này để phân biệt cho nhé. Tôi không nói loại nào tốt hơn loại nào, thì ngoài những cái hình thái về màu sắc, mùi vị, hương ra, thì những cái nhà khoa học họ phải tính ra là những cái hoạt chất ở trong cái nấm của nấm chaga và so sánh hoạt chất của nấm đêm xanh nó như thế nào nữa. Cụ thể thì mình mới biết được là cái nấm nào nó tốt hơn cái nấm nào. Thì ở đây thì tôi chỉ nói ở trên cái là góc độ là màu, mùi vị và cái cảm nhận của người sử dụng thôi, chứ mình chưa không nói cái nào tốt hơn cái nào. Thì ở bên tay trái tôi đây là cái màu của cái bình ấm bên tay trái, bình cao này, đây là cái bình của cái nấm lim xanh của công ty của trách nhiệm hữu hạn một thành viên nấm linh chi Quảng Nam. Và cái thứ hai, bình tròn bên tay phải tôi đó là nấm chaga đó. Thì các bạn có thể thấy là màu sắc của hai cái loại nấm này sau khi mà hãm nước thì là khác biệt rất là rõ ràng. Cái màu của nấm lim xanh nó là màu vàng nghệ, vàng ươm, vàng tươi, rất là đẹp, sóng sánh như thế này. Còn cái màu của nấm chaga là màu hơi nâu, hơi đỏ, mà ấy, màu nâu đất, nó như thế này, rất là đẹp. Cả hai cái đều rất là đẹp. Đây là hình dạng mà cái nấm chaga khi mà tôi chặt ra nhỏ ra để sử dụng. Đây là cái nấm lim xanh thì nó ở cái dạng thái lát, một cái thì là ở dạng cục như thế này, một cái thì ở dạng thái lát đó. Tôi sẽ đặt lại cho các bạn thấy là hai cái màu nước nấm nó như thế nào. Thì cái đầu tiên các bạn có thể thấy đó là về màu sắc rất khác biệt, rất là rõ. Một bên là nấm linh chi nấm lim xanh màu vàng ươm, một bên là nấm chaga màu đỏ đất, có màu hơi đỏ quạch. Cái thứ hai nữa là cái vị, khi mà tôi uống cái hai cái loại nấm này vào á, thì cái nấm chaga thì nó không có cái vị gì hết, nó chỉ nhạt thôi, nó uống rất là chán, là lạt. Còn đối với cái nấm lim xanh ấy, thì nó có cái vị đắng đó, đắng rất là đắng hậu, ngọt đắng dễ chịu, rất là dễ uống. Và thứ ba nữa là cái mùi thơm. Cái mùi của cái nấm lim xanh này là khi mà tôi mở cái bao bì nấm lên, nó đã sập vào mũi, là cái mùi đắng là đã sập vào mũi rồi. Còn cái nấm chaga này nó cũng có mùi thơm mà thơm rất là nhẹ, nó không nồng như bằng cái nấm lim xanh của mình. Và một điều đặc biệt nữa là cái nấm lim xanh thì mình sử dụng nó chỉ là hai lần nước là nó đã hết chết rồi. Nhưng mà riêng cái thằng nấm chaga này này, cái thằng nấm chaga này các bạn có thể sử dụng 3 đến 5 lần mà cái màu nước nó vẫn đậm nguyên như vậy. Mà tất cả những người khách hàng mà của chúng tôi sử dụng được hai cái loại nấm này thì họ đều rất là khen. Đó, thì tôi có tóm lại cho các bạn. Thứ nhất là về cái màu sắc này, thì một bên màu vàng, bên màu nâu đỏ. Về cái mùi vị thì cái vị đắng của cái nấm lim xanh rất là rõ, còn bên nấm chaga thì hầu như nó không có vị gì cả. Mùi của nấm lim xanh rất là đắng, nó sọc lên mũi ngay từ ban đầu. Và cái nấm chaga thì mình sử dụng 3 đến 5 lần được. Còn cái nấm lim xanh này mình sử dụng 2 lần là bắt đầu là thấy nó hết nước rồi. Đó.
Đó, các bạn có thể xem video này mà có đóng góp hay là đặt những câu hỏi gì về cho cái kênh YouTube của mình thì hãy đăng ký kênh. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều.